Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hello Channel. Mình là Cô Hy. Còn mình là Cam. Thì với việc mà chiếc máy PS5 Slim này ra mắt rồi thì có nhiều bạn đã hỏi với mình rất nhiều câu hỏi về chiếc máy PS5 Slim mới này. Liệu nó có gì mới không? Thì đương nhiên là về ngoại hình có mới rồi, thì bên trong nó có gì mới không? Và Bánh Cam đây sẽ có rất nhiều câu hỏi dành cho mình trong cái video clip này. Đúng ạ. Và trước đó em cũng đã sở hữu cho mình một chiếc PS5 ở phiên bản trước. Em cũng có rất nhiều câu hỏi về chiếc PS5 Slim này. Thì em không biết là mình có nên nâng cấp hay không, và cũng không biết là có những bạn chưa mua thì có nên mua hay không. Sau đây em sẽ có một số câu hỏi để hỏi anh nha. Ok, vậy thì chúng ta hãy cùng mình và Bánh Cam để bắt đầu cái video Q&A dành cho máy PS5 Slim mới này nha. Cùng bắt đầu thôi. Và cho em hỏi câu đầu tiên ha, là anh có thể giới thiệu cho em biết chiếc máy PS5 Slim này là gì không? Chắc hẳn thì câu này là mình trả lời cho Bánh Cam này thôi, chắc mình nghĩ là các bạn cũng đã biết rồi. Thì chiếc máy PS5 Slim thực chất nó là chiếc máy PS5 phiên bản mới, có thể gọi là máy PS5 phiên bản 2023, cuối 2023, đầu 2024 mới cũng được. Nó thực ra là một dạng nâng cấp dành cho chiếc máy PS5 phiên bản cũ, nhưng mà theo những gì truyền thống của Sony mang lại từ chiếc máy PS3, PS4 thì mình sẽ gọi nó là chiếc máy PS5 Slim, với ngoại hình nhỏ gọn hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Và em không biết là chiếc máy PS5 Slim này và chiếc máy PS5 này nó có nhỏ hơn so với chiếc này hay là không ha? Tất nhiên là dựa trên cái tên gọi Slim của nó thì nó đã nhỏ hơn rất là nhiều rồi. Với thể tích của nó thì nó đã nhỏ hơn lên tới 30%, đồng thời là sẽ nhỏ hơn về cái cân nặng lên tới 16% so với phiên bản mà không có ổ đĩa, và nó sẽ nhẹ hơn 24% so với phiên bản không có ổ đĩa, và nhẹ hơn đến 16% so với phiên bản có ổ đĩa. Một cái gọi là một cái sự nhẹ hơn rất là nhiều luôn á. Và em không biết là nhỏ như vậy á thì cái hiệu năng và cái tản nhiệt của máy nó có tốt hay là không anh ha? À thì cái câu hỏi này là em hỏi rất là ok, là tại vì sao? Trước đó là khi mà các bạn có sở hữu cho mình là chiếc máy PS4 Slim đó, thì các bạn chơi những game như là God of War nè, rồi Red Dead Redemption 2 nè, thì có nhiều bạn á là gặp những cái trường hợp về giật lắc, là về cái máy, cái tản nhiệt nó quá nóng á, khiến máy nó bị overheat đi, dẫn đến những trường hợp như là mất nguồn. Và hiện tại là mình cũng đã test trên cái tựa game mới nhất của nhà Sony, đó chính là Marvel Spider-Man 2 em ha. Thì bữa giờ anh em mình chơi đó ở trên cái máy PS5 Slim này, và tính đến thời điểm hiện tại nó vẫn chưa cho thấy cái dấu hiệu nào về việc mà quá nhiệt và dẫn đến những trường hợp như là nháy đèn nè, rồi đen màn hình hay là tắt nguồn đột ngột dựa trên cái máy PS5 Slim này. Thì hiện tại anh vẫn đánh giá nó khá là ok. Còn những tựa game như là khủng bố hơn nữa như God of War này nọ là vẫn chơi được bình thường nha các bạn. Vậy anh cho em hỏi là cái cấu hình của chiếc PS5 Slim này á, nó có gì thay đổi không ha? À thì cũng như là các phiên bản Slim truyền thống của nhà Sony như PS4, PS3, thì hiện tại cấu hình của con PS5 mới này, PS5 Slim, không có nhiều khác biệt. Gần như là nó là không có khác biệt về phần cứng như là về CPU hay là GPU. Tất cả đều giống y chang với con chiếc máy PS5 Fat này. Và thật sự ra đó không phải là một cái gọi là downgrade, tại vì mình đã có cho mình là một con máy nhỏ hơn, cũng với một số nâng cấp nhỏ nhỏ rồi, mình sẽ tìm hiểu sau. Thì mình không nghĩ đó là một cái quá, có gì đó gọi là quá buồn so với lại chiếc máy PS5 Fat đời cũ. Thì em không biết là nãy giờ mình đang để hai chiếc máy này nó nằm ngang á, thì cái chiếc máy này đứng á thì em biết rồi. Còn mình không biết là cái chiếc máy PS5 Slim này á mình có để nằm dọc được không anh ha? Wow, thì trước đó thì chắc các bạn cũng đã xem cái clip mà unboxing chiếc máy PS5 Slim mới này của mình với là bé Ngân rồi, bé Cam đó. Thì trong chiếc hộp máy của PS5 Slim thì nó chỉ có cho mình là hai cái đế nằm ngang như em được thấy ở đây thôi. Hôm bữa mình đã lấy ra coi rồi đó. Thì nó chỉ có hai cái đế nằm ngang thôi. Còn nếu mà các bạn muốn để dọc chiếc máy này thì bạn phải bỏ ra thêm $30 dành cho cái đế dọc của nó. Thì thực sự khá là buồn nhà Sony khi mà đã phải tách ra như vậy. Nhưng mà nếu mà các bạn nhà không có nuôi như là chó mèo hay là trẻ em, hoặc là bạn có thể chỉ muốn để chiếc PS5 này một chỗ thôi, em để một chỗ trong góc của nó thì em cứ để đứng nó, cứ kệ nó, không cần có đế thì chiếc máy PS5 này vẫn có thể đứng được như bình thường ha. Còn nếu bạn nào thích đẹp, thích chính hãng thì $30 cái đế dọc không đáng đồng tiền nha các bạn.
Dạ, anh cho em hỏi là chiếc máy B5 Slim này á, mình có bao nhiêu phiên bản và những cái tùy chọn ổ cứng nào? Ồ, đây, đây chính là cái mà rất nhiều người họ quan tâm. Thì hiện tại á, là chiếc máy B5 Slim mới này, nó sẽ có hai phiên bản giống như phiên bản phát thôi. Cũng là digital, cũng là standard. Digital thì không có ổ đĩa và standard thì có ổ đĩa. Tuy nhiên là ở lần này thì với thiết kế mới của chiếc máy B5 Slim 2023-2024 mới này thì nó sẽ cho phép chúng ta có thể tách rời ổ cứng luôn. Nghe ví dụ như bây giờ em mua phiên bản digital đúng không? Rồi em chơi game ở trên tài khoản của em, chơi game khi mà em mua trên store của PlayStation, thì em tự nhiên có bạn em đưa cho em cái đĩa, nói giờ ví dụ như tao có mấy chục cái đĩa đi, B5 tao không chơi nữa, tao cho mày mượn chơi. Thì bây giờ mình không có cái ổ đĩa thì sao đây? Mình mua cái ổ đĩa rời. Đó, Sony đã tách ra cho mình là một chiếc ổ đĩa rời dành cho những bạn nào mà muốn chơi ổ đĩa mà khi mà đã lỡ sở hữu chiếc máy là digital. Chỉ mà chỉ riêng ở trên phiên bản B5 Slim mới này thôi nha các bạn. Thì cái bản phát chắc chắn là không được rồi. Còn bản B5 Slim mới này thích thì lấy ổ cứng, ổ đĩa gắn vô, còn không thì lấy ra nhỏ gọn B5 digital. Và câu hỏi tiếp theo của em á là cái cách cài đặt máy B5 Slim này á, nó có giống cái phiên bản cũ của mình hay không? Wow, hoàn toàn giống luôn em, thật sự thì nó không có khác cái gì luôn. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ làm một cái clip tổng hợp toàn bộ các cài đặt hướng dẫn của máy B5 Slim này, cũng y chang cho chiếc máy B5 này luôn. Mình vẫn phải làm để vì nhiều người bạn họ không biết, nhiều khi họ nghĩ là nó sẽ có khác gì đó, thì mình cũng sẽ giới thiệu cho họ cắm vô bật lên quay hết toàn bộ các bước từ việc cài đặt vô máy, vô tài khoản cho đến vào màn hình chính của chiếc máy B5 Slim cho tất cả mọi người đều nắm ha. Và bây giờ em có những cái phụ kiện từ máy B5 cũ này em có thể đem qua sử dụng cho chiếc máy B5 Slim này không anh? Ồ, cái này thì là nó sẽ có một số cái là không được thôi. Ví dụ như nếu mà các bạn đã sở hữu những chiếc đế Dolby mà Halo vẫn đang bày bán á, dành cho chiếc máy B5 Fast này, thì nó cũng sẽ không có hoạt động được và không gắn được trên chiếc máy B5 Slim mới này nha. Thì chúng mình hiện tại cũng đã có những cái sản phẩm mới dành riêng cho phiên bản Slim này, đồng thời cũng dành luôn cho phiên bản Fast này, nên các bạn có thể đặt mua tại Halo luôn nha. Và một cái nữa đó chính là chiếc ốp vỏ ngoài của chiếc máy B5 cũ thì em thấy nó là nguyên một mảng này đúng không? Còn phiên bản mới nó đã chia ra thành làm hai rồi, là mỗi bên sẽ là hai cái. Thì cho nên dựa vào size thì ai cũng thấy rồi, chiếc ốp cũ cũng sẽ không gắn được trên chiếc máy B5 Slim mới. Đó, thì ngoài ra các phụ kiện giống như là PlayStation VR nè, như là tay cầm DualSense nè, thì tất cả các phụ kiện đó, như là nói thêm luôn là PlayStation camera nè, hoặc là PlayStation remote, tất cả đều hoạt động được trên chiếc máy B5 Slim mới này. Và cái dung lượng khả dụng của các mẫu B5 Slim này của mình á là bao nhiêu anh? Wow, một nâng cấp nữa nè. Là như em biết á, là cái mẫu mà B5 Fast cũ của mình á, là cái dung lượng ổ cứng của nó á, là chỉ có 825GB thôi. Nhưng mà kỳ này 1TB. Thật sự ra thì thêm 175 cũng không phải là một cái gì đó quá nhiều, tuy nhiên là cũng được một game đi. Và Sony làm tròn con số lên thành 1T nghe nó vẻ hay hơn đúng không? Nhưng mà sau khi các bạn cài toàn bộ cái dung lượng từ bộ máy tính đến thời điểm hiện tại, thì cái khả năng mà các bạn có được khi trong chiếc máy B5 Slim mới này là khoảng chừng 820MB, thì coi như là cũng được lời được một game rồi đó. Và cái chiếc máy B5 Slim này của mình á, có thể nâng cấp ổ cứng như bản gốc không anh? Được em. Về sau này á thì mình cũng sẽ làm một video để hướng dẫn, mà anh sẽ làm một cái video để hướng dẫn là cách mình mở cái ốp lưng này ra nè. Ở phía bên trong á, nó sẽ có cho mình là một cái khe cắm SSD giống như là phiên bản cũ trên máy B5 Fast. Thì mình sẽ mở ra, cũng lắp cái SSD vô, lắp heatsink vô rồi gắn đóng lại kịch là nó sẽ nhận được. Và chắc là anh nghĩ là em cũng sẽ có một cái thắc mắc là nó sẽ hỗ trợ lên tới bao nhiêu gigabyte trên cái ổ cứng rồi đúng không? Thì nó sẽ hỗ trợ lên tới 8TB trên bản cập nhật mới. 8TB nha các bạn, mua một cái ổ cứng 8TB chơi tới đời gì luôn, cũng có thể là còn nhiều ổ cứng để mà có thể chơi được. Dạ, cái câu hỏi cuối cùng của em á là giữa chiếc máy B5 Slim này và cái chiếc máy B5 này á, giữa hai cái này thì cái nào mình có thể đem đi du lịch tiện hơn, như là nó nhẹ hơn á? Em đoán xem.
em đoán xem. Thật ra em biết rồi, nhưng đúng mà rồi. Em muốn nói để cho anh có thể chia sẻ cho mọi người hơn thôi. Tất nhiên với các bạn luôn là so với, thì các bạn có thể mà các bạn mời các bạn đây cầm giùm tôi hai chiếc máy BS5 này lên luôn. Trời ơi, tôi nói thiệt chứ cái này nó nặng gì đâu á. Mỗi lần á mà tôi đi qua nhà mấy đứa bạn tôi chơi á, tôi xách cái này là ná thở luôn. Nhưng mà với chiếc máy BS5 Slim mới này, mình nói thiệt với các bạn luôn, các bạn qua các bạn xách cái một bỏ ba lô đi. Tại vì tôi đã xách chiếc máy này biết bao nhiêu là nơi rồi. Tôi qua bên cửa hàng Halo bên 92 Master nè, tôi qua bên 11 Nguyễn Công Cảnh nè, tôi qua bên 143 Nguyễn Thị Minh Khai nè. Tôi xách rất là nhẹ nhàng luôn nha các bạn. Mình đã xách chiếc máy này đi từ nhà mình lên công ty và tất cả mọi vấn đề và diễn ra nó rất là nhẹ luôn. Còn chiếc máy này thật sự là không phải là chê gì, anh không phải là chê gì, em hiểu không? Okay, okay. Nhưng mà nếu mà các bạn nào muốn xách chiếc máy BS5 Slim đi vòng vòng chơi và cũng để nhà luôn thì là mua con này. Còn các bạn nào mà hiện tại á, cũng đang muốn tiết kiệm chi phí á, tại vì con này lúc mới ra thì nó hơi mắc một xíu đó, tiết kiệm chi phí mua con Phát này. Nếu mà các bạn muốn để nhà thôi, không có đi đâu hết trơn á, thì để nhà đỡ phải xách đi nè đó. Em còn câu hỏi nào nữa không? Không, hiện những cái đó là cũng là giải đáp được cũng thắc cơ bản thắc mắc của nhiều khách hàng đúng không? Dạ đúng rồi, cũng giống như là giải đáp thắc mắc cho em và cũng như là những thắc mắc của khách hàng rồi. Ok, thì đó cũng là những câu hỏi cuối cùng mà em dành cho anh. Ok, cảm ơn Bánh Cam và các bạn nhiều nha. Thì mình hy vọng là sau cái video này của tụi mình thì nó cũng sẽ phần nào giải đáp được cái thắc mắc của các bạn về chiếc máy BS5 Slim mới này, cũng như là nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng lựa chọn cho mình là chiếc máy BS5 Fast rẻ hơn hoặc là chiếc BS5 Slim mắc hơn một tí trong cái mùa lễ mà chuẩn bị tới là Giáng sinh hay là những mùa lễ như là năm mới, nơi mà kiểu gia đình mình mua quà tặng cho nhau đó. Okay, đúng rồi. Cũng hy vọng là ai đó cũng mua quà cho tặng cho tôi cái máy BS5 Slim mới này, tại đồ của công ty không có lấy về được ha. Và bây giờ thì xin chào và tạm biệt các bạn.